Vâng, chương trình của chúng tôi này, kính thưa quý vị thân mến, bây giờ tôi chấp luôn một mình Heidi Won mà nói được cái luật mà nó như ý, tặng cho Heidi Won 50 triệu. Bây giờ anh chứng theo bên luôn mà anh chấp luôn, Vinh làm gì biết cái luật mà nói là hiểu cặn kẽ được. Biết đúng chơi đúng anh đâu biết luật đâu nhỉ anh Sĩ. Quay qua chú Thí Vinh, ủa anh đâu biết luật rồi anh Sĩ. Nhạt màu, anh quên đôi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim mình thêm nhói đau. Quá hay. Bài này của ai nhỉ? Cái bài quên này mất tiêu rồi. Hát là hay hơn bản gốc đó. Không, đối với em cảm thấy vẫn là bản gốc hay hơn. Đúng rồi. Bình thường mà con hát là mẹ khen hay là chuyện bình thường. Không thể sai kịch bản được. Thực ra là cái bài đó là Trấn Thành hát hay. Hát hay thiệt. Vì cái bài đó mà em mới bị cua đó anh. Wow. Lần đầu tiên tiết lộ lên sóng truyền hình. Đó. Trấn Thành hát bài đó, Heidi Won dính cháu. Hát không thể đi làm hoàn cảnh nào. Lỡ kể luôn, báo chí lên lần. Anh chưa bao giờ đẹp bằng ai trong showbiz hết trơn. Thiệt, anh là người xấu nhất showbiz. Nhưng anh là người duyên dáng nhất. Cái nhỏ này sao á? Chỉ sao Trấn Thành mà thôi. Bé thiệt, em tôi càng ngày càng trưởng thành. Đúng. Trời phạt em. Dạ. Em thiết nghĩ là chương trình đừng để cho anh Trường Giang với chị Heidi dẫn chung nữa. Bây giờ đang nói chuyện với nhau, người lớn đang nói chuyện với nhau, đừng có xen vô. Em cảm thấy em rất là thất vọng với anh. Ừ, rồi sao? Em không có chơi với anh nói em sẽ mít chồng em. Mít chồng em? Chắc anh sợ chồng em hả? Sợ chứ. Anh sợ chồng em hả? Có chứ. Nếu chồng em xuất hiện ngay bây giờ, chồng em nói chuyện nhiều hơn anh đó, em sẽ mít chồng anh. Em sẽ mít chồng anh. Anh mít chồng em. Oh my god. Tôi vẫn một mình vẫn không sao, đúng không quý vị? Đúng không quý vị? Không ai đúng hết. Em cũng cưới cũng là gần 2 năm rồi. Đúng rồi. Mà em rất nhõng nhẽo với chồng. Trước khi em cưới em vẫn nhõng nhẽo, nhưng sau khi em lấy ảnh em còn nhõng nhẽo hơn là cái thời ấy luôn. Cái điều đó cả phim trường thấy ngày hôm qua rồi. Dạ. Chỉ mới là 2 năm thôi em mà. Biết đâu năm 3, năm 4 nó khác. Phụ nữ thông minh họ không có hung dữ lên chi cho chồng nó sợ. Giống như em cũng như vậy. Em không bao giờ nhe răng với chồng em. Em không bao giờ nói chuyện lớn tiếng với chồng em. Có chuyện gì em nói chuyện rất nhẹ nhàng có thể. Em không hề có cái hành động gì hung dữ gì hết trơn. Em lúc nào cũng nói chuyện rất ngọt ngào và rất là nhõng nhẽo với chồng từ đầu tới cuối. Tới mức độ mà những người mà xung quanh của em ai cũng muốn mắc ói hết. Bà nói chồng em cũng mắc ói không? Hồi xưa em không cần biết chồng em đã làm cái gì, nhưng sau khi gặp em, chồng em rất biết cư xử, rất biết chăm sóc vợ, rất yêu thương vợ. Và bây giờ cưới 2 năm rồi mà đến giờ này ban đêm ngủ thì hai đứa vẫn phải ôm nhau. Buổi sáng đi làm hai đứa vẫn phải ôm nhau. Anh đi làm nha, em đi làm nha. Là hai vợ chồng đều như y chang như một cặp vợ chồng mèo như vậy đó. Đúng rồi. Trước đây cô nào đó gửi cho chồng em một cái món gì đó, em biết thông tin đó, sao em nói chuyện nhẹ nhàng. Nghe nói là cô nào đó gửi cho anh cái món này phải không? Ăn có ngon không anh? Gửi tin nhắn nhẹ nhàng như vậy thôi, chồng em đủ hiểu để đúng biết rồi. Làm cái gì. Chứ không còn đó. Biết là đúng. Cô này là ai? Tại sao lại là gửi cho anh cái món này? Tào lao. Một con mèo nóng giận thôi, không cần thiết phải thành con hổ. Cái đó hành động của bà nội con hổ quá chứ con hổ gì. Đúng không? Đúng. Lúc đó chồng em có nói với em một câu: em ơi, anh rất thích em vì điều này. Em là một người rất văn minh. Em chỉ cần nhẹ nhàng nhắn tin như vậy thôi, anh đủ hiểu chuyện. Và anh cũng sẽ không làm em thất vọng. Xong. Oh, oh my god. Tôi anh Trường Giang kìa. Wow. Ủa, còn, cái gì vậy? Còn cái bên kia nổ hả? Happy! Happy! Wow. Chắc là đổ ra rồi mới thấy cái hình bên trong. Wow. Không tin luôn. Giống thiệt. Cười như trong hình. Cười mạnh lên, hả miệng ra. Wow. Đi chàng. Không quá tuyệt vời. Giống thiệt. Còn bây giờ tôi là phải cắm đầu xuống.
Khoan từ từ. Không được, khó quá. Hay quá ta. Mà làm sao mà anh Giang đổi món nữa, mới đẹp. Bây giờ có một điều khó khăn đã xảy ra. Sao vậy anh? Thường trong chương trình siêu bất ngờ, tài năng làm hình là làm mỗi đứa riêng biệt. À dạ, hãy lấy không? Bây giờ làm hai đứa dính chùm sao lấy đây? Cưa ra. Cưa ra phải được sự cho phép của tác giả. Cái này em đã chuẩn bị là sẽ cắt phần này ra rồi. Em đang tự làm khó chính mình. Tại sao không làm hình anh rồi không làm hình Nhã Phương luôn mà làm hình Harry Won chị? Tại sao không làm tên thật với Harry Won? Anh kỳ quá à. Nhưng mà công nhận một điều là đẹp hay là không? Quá đẹp. Mình nhìn kỹ mình thấy cũng hơi lạ ha. Ngọc, em thấy lâu lắm rồi mới một đàn. Đàn hay em? Mình sử dụng chữ đàn á là khi mình dùng cho con vật. Còn mình dùng người một đoàn, một bay. Bay. Đúng rồi, bay. Một bay. Sai nữa. Anh ra gì ta? Một nhóm. Một nhóm người phụ nữ. Đúng rồi. Dạ, đó. Một nhóm người phụ nữ. Đúng mà em thấy không? Có nhiều khi giống nhau nhưng mà thấy có tách biệt về nhan sắc đúng không? Dạ. Cũng là mặc đồ trắng mà bên kia nhìn đẹp hơn đúng không? Anh đang nói chỉ về ai thì người ta hoa hậu người ta đẹp đúng rồi. Còn em không phải là hoa hậu, em là vợ của Trấn Thành thì đẹp cỡ này là đủ rồi. Xin giới thiệu đội đầu tiên sẽ là Thiên Phúc và Xuân Vân. Xin mời. Trời ơi, hai bạn này còn trẻ măng luôn. Quá trẻ. Giới thiệu về mình xem nào các em. Nếu mọi người thật sự muốn biết thì chúng tôi sẵn lòng trả lời. Chúng tôi đại diện những kẻ phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Thiên Phúc, Xuân Vân. Xin chào mọi người ạ. Em xin chào anh em. Sao vậy? Trời ơi, tình yêu tràn đầy, tự nhiên em cũng nhớ chồng. Hai em bình thường hài hước và xín xuống như vậy không? Dạ có chứ, ở nhà tụi em với nhau vậy hoài à. Mình người ngoài mình nhìn mình nói là xến xúa, chứ thật ra với họ đó là cái sự lãng mạn và đáng yêu. Không, em cũng biết mà, bà thân em cũng vậy nữa, em còn hơn mà. Em còn hơn mà.